Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Shop Nhật Việt. Hôm nay Shop sẽ đi review cho các bạn một cái sản phẩm rất là hot và được rất là nhiều khách bên mình tin tưởng và order những cái hàng này. Đây ạ. Và hôm nay mình xin phép được lấy ra cái sản phẩm này để mình review cho các bạn, để những cái bạn mà chúng ta đang có cái nhu cầu cần mua cái sản phẩm dao này, hàng Made in Japan, chính hãng của Nhật sản xuất tại nước Nhật luôn ạ. Và khách bên mình là order. Đấy, bên mình là nhận order. Và đây là khách, đây là shop order cho khách. Đấy, hôm nay mình chỉ mượn mình lấy ra, sau đấy mình sẽ phải trả khách của mình. Đấy, đây là cái hàng của Nhật, hàng mới về các bạn ạ. Đấy, hàng của khách mới về. Các bạn có thể quan sát, nếu các bạn đang có nhu cầu mua một cái chiếc dao để chúng ta chặt thì các bạn hãy lưu tâm để chúng ta có thể tham khảo cái sản phẩm này. Đấy, đây là hàng của Nhật. Cái dao này nó, đấy, nó làm từ cái thép carbon không gỉ. Đấy, cái dao này làm từ thép carbon không gỉ, chất liệu siêu bền. Đấy, cực kỳ là sắc các bạn ạ, khi sử dụng cực kỳ là sắc. Chiều dài của toàn bộ dao nó là vào khoảng hơn 30 cm, 30 cm. Đấy, và chiều dài của lưỡi dao vào khoảng 17 cm các bạn nhé. Nói chung là cái dao này rất là dùng rất là sang các bạn ạ. Đấy, đặc biệt là rất là hợp vệ sinh. Đấy, nó rất là sáng bóng, dễ sử dụng, dễ lau chùi, dễ rửa. Đấy, thế nên rất là vệ sinh khi chúng ta sử dụng, không bị mất vệ sinh như cái dao một số cái dao của Việt Nam ấy, khi chúng ta sử dụng xong nó cứ hay bị rỉ đúng không ạ, hay bị rỉ ra rất là mất vệ sinh. Nhưng đặc biệt cái dao này thì không bị rỉ, lúc nào rất là sáng bóng. Chúng ta dùng lâu năm, lâu bao nhiêu năm thì nó cũng, khi chúng ta rửa xong nó vẫn được cái sáng bóng như thế này. Đấy, nên các bạn yên tâm, rất là xịn sò luôn nhá. Các bà, các mẹ, các anh đầu bếp, nếu chúng ta đang thì làm bếp rất là khó khăn, mà khi chúng ta sử dụng những cái chiếc dao mà rất là ức chế đúng không ạ, khi mà vào bếp mà những cái chiếc dao mà sử dụng thì khó, lại cùn nữa vân vân, thì cái việc làm bếp cảm giác thật sự là rất là khó khăn. Đấy, nhưng đối với chiếc dao này thì các bạn cần khỏi cần phải lo về cái vấn đề đấy nhá. Đấy, cái dao này sẽ bao trọn cho các bạn những cái vấn đề đấy luôn. Đấy, giúp các bạn làm đầu bếp cũng như là vào bếp một cách dễ dàng hơn. Mà dao này ngoài chặt ra thì chặt gà, chặt thịt, chặt xương vân vân thì các bạn cũng có thể dùng để thái. Đấy, chúng ta cũng có thể dùng để thái, nó rất là sắc các bạn ạ. Đấy, lưỡi dao của nó cũng rất là mỏng, rất là đa chức năng, các bạn vừa thái vừa chặt được, rất là dễ sử dụng. Đấy, các bạn có thể quan sát, đặc biệt là toàn là chữ Nhật, mình không nói điều đâu các bạn nhé, tất cả đều là chữ Nhật. Đây là cái hàng chính hãng của Nhật, do Nhật sản xuất, nên các bạn yên tâm về cái chất lượng sản phẩm. Nói đến cái người Nhật thì các bạn cũng đã biết, nước Nhật là một cái nước rất là cẩn thận và tỉ mỉ, con người của Nhật thì rất là cần cù và chịu khó. Đấy, thế nên là những cái mặt hàng họ làm ra cũng thật phải là hoàn hảo đúng không ạ. Đấy, và khi sử dụng họ cũng rất là giữ gìn, tất cả các sản phẩm họ đều rất là giữ gìn. Đấy, vì vậy khi mà họ sử dụng, họ cũng sử dụng những cái hàng tốt, chứ họ không sử dụng những cái loại sản phẩm vỡ vật. Đấy, Made in China. Nói chung là đối với cái hàng Trung Quốc thì có một số sản phẩm thì họ sản xuất cũng rất là tốt. Đấy, hoặc là có một số cái sản phẩm cũng làm do Trung Quốc sản xuất, nhưng mà công nghệ là công nghệ của Nhật. Đấy, mà nói đến công nghệ của Nhật thì đương nhiên là sẽ là người Nhật người ta giám sát đúng không ạ. Đấy, công nghệ của họ lúc nào cũng rất là tốt, không như không sản xuất một cái vớ vẩn. Thế nên các bạn yên tâm nhé. Và cái vấn đề này thì mình nghĩ bạn nào cũng rất, đúng không ạ. Nói đến cái hàng Nhật thì các bạn cảm thấy rất là thích thú, rất là tin tưởng để mua cái sản phẩm. Thế nhưng mà nói sang và là Made in China cái là các bạn lại thay đổi giọng được luôn. Thực ra là cái tư tưởng này thì rất là nhiều. Đấy. Thế nhưng các bạn cũng phải hiểu rõ là có một số hàng của Trung Quốc, thế nhưng nó gia công tại nước Trung Quốc thôi, chứ còn cái công nghệ thì là sử dụng công nghệ của nước khác, ví dụ như là của Nhật, thì sản phẩm cũng rất là tốt các bạn ạ.
Đấy, sản phẩm rất là tốt. Đặc biệt là có một số cái sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc thế nhưng nó chỉ được bán tại thị trường của Nhật, bởi vì là sử dụng cái công nghệ của Nhật, tức là Nhật nó sẽ mượn Trung Quốc gia công. Thế nhưng bên Nhật họ sẽ giám sát. Đấy, họ giám sát và sử dụng công nghệ của họ. Và sau đấy họ sẽ vận chuyển về Nhật để họ bán tung ra thị trường, tức là bán tại thị trường của Nhật chứ không bán sang cái thị trường khác, ví dụ như Việt Nam. Những cái hàng mà sang Việt Nam thì toàn là những cái hàng trôi nổi rồi đúng không ạ? Trung Quốc mà sản xuất sang Việt Nam thì đa số mặt hàng là rất ít mặt hàng tốt. Đấy, mà đặc biệt là giá thì rẻ, nhưng mà nói đến chất lượng sản phẩm của hàng Trung Quốc thì đến như đối với công nghệ của họ mà bán sang Việt Nam, tung ra Việt Nam ấy, thì giá rẻ, dùng không được bao lâu, hoặc là rất là dùng rất là không được tốt các bạn ạ. Còn đối với cái hàng mặt hàng của Nhật, tất cả các mặt hàng của Nhật, khi mà các bạn đã sử dụng những cái mặt hàng của Nhật rồi thì khi mà sử dụng sang những cái mặt hàng khác, made in China, các bạn cảm thấy nó khác hẳn nhau một trời một vực đúng không ạ? Khác hẳn một trời một vực luôn. Đấy, các bạn không tin thì các bạn cũng thử. Chúng ta hãy thử tin tưởng, đặt niềm tin vào Shop một lần để chúng ta order một cái mặt hàng nào đấy chúng ta đã có nhu cầu sử dụng đấy, để Shop sẽ có cơ hội phục vụ cho các bạn một cách tận tình nhất, chu đáo nhất đấy, mang đến cho các bạn những cái sản phẩm với những chất lượng là đảm bảo nhất của Nhật các bạn nhá, những cái hàng made in Japan của Nhật đấy. Đấy, nếu như các bạn mà đang có nhu cầu thì cũng các bạn còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không nhanh tay liên hệ đến Shop để sở hữu những cái món hàng của Nhật. Và cái sản phẩm da của Nhật này nó đáp ứng cái nhu cầu khắt khe nhất của các cái chị em nội trợ cũng như các bạn đang làm đầu bếp. Nếu các bạn có nhu cầu mua dao để chặt gà, chặt thịt, chặt xương hoặc thái thì chúng ta hãy liên hệ ngay đến Shop Nhật Việt qua cái số hotline đó là 0983 131528 để được Shop tư vấn một cách miễn phí các bạn nhé. Đấy, bên mình thì đáp ứng mọi cái nhu cầu mua hộ hàng Nhật về Việt Nam 24 trên 7, giúp các bạn tìm được những cái sản phẩm ưng ý. Các bạn hãy gửi yêu cầu nhanh đến Shop theo bốn cái cách mà Shop báo để Shop có thể báo giá cho các bạn cũng như order hàng cho các bạn nhé. Đầu tiên các bạn có thể gửi link vào mail của Shop Nhật Việt.com a@gmail.com. Cách thứ hai, các bạn có thể liên hệ với Shop theo cái đường link Facebook, đó là facebook.com gạch chéo order hàng Nhật Bản. Cách thứ ba, các bạn có thể đặt hàng online tại shopnhatviet.com gạch chéo đặt hàng. Và cách thứ tư là cái cách nhanh nhất, các bạn gọi điện ngay đến Shop qua cái số hotline 0983 131528 hoặc là các bạn có thể chat Zalo, Viber với Shop qua cái số này để Shop tư vấn cho các bạn một cách tận tình nhé. Để các bạn nắm rõ hơn về cái quy trình dịch vụ bên Shop cũng như là những cái mặt hàng của Nhật mà bên Shop đang thì nhận order các bạn nhé. Nếu như các bạn đang có thắc mắc gì thì các bạn hãy gọi điện đến Shop. Đấy, các bạn đừng ngại Shop, nếu như các bạn mà đang có thắc mắc cũng như cần hỗ trợ gì thì các bạn cứ việc gọi điện đến Shop cũng như là liên hệ với Shop qua những cái cách mà mình vừa bảo. Đấy, nhân viên bên mình sẽ tư vấn cho các bạn một cách tận tình nhất. Vừa rồi và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.